Này Chúa, xin nghe con giải bày lẽ phải. Lời con than vãn xin Ngài để ý. Xin lắng tai nghe tiếng con nguyện cầu. Thốt ra từ miệng lưỡi trắng điều ngoa. Xin đường thanh nhàn soi xét, vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường. Có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian. Con chẳng nghe theo thói đời buông những lời sai trái. Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy, tránh xa đường lối khe bạo tàn. Dõi vết chân Ngài con không vấp ngã. Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa. Ngài cứu ai chu ẩn dưới cánh tay Ngài, khỏi quân thù xông đánh. Xin giữ gìn con như thế con người, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tứ thủ tứ phía bùa vây. Kẻ thù con lòng chai dạ đá, mở miệng ra nào ngạo mạn khinh thường. Mở miệng ra là ngạo mạn khinh thường. Rầm rầm tới kìa chúng đã bao quanh, mắt trừng trừng như muôn quần con xuống đất. Thần giống loài sư tư chừng nuốt sống ăn tươi, hệt như con mãnh thu rình rập ở bụi bờ. Lạy Chúa xin đứng dậy ra nghênh chiến, quật ngã quân thù. Vung bảo kiếm cung mạng con, cứu mạng con cho khỏi ác nhân. Lạy Chúa xin thẳng tay khai trừ bọn chúng khỏi thế giới loài người, khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian. Số phận chung ở đời là như vậy. An phàn Chúa đã dành, xin Ngài bắn chúng luôn cho đầy bụng. Cả đàn con cũng đường ăn thỏa thích, phần còn lại cho bầy cháu mai sau. Về phần con sống công minh chính trực, con xe đường trông thấy mặt Ngài. Khi thức giấc được thỏa tình chiêm ngưỡng thanh nhàn. Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con,
vinh danh Chúa Thánh Thần. Ôi Thiên Chúa Ba Ngôi vinh phúc đến muôn thuở muôn đời. Amen. Amen. Xin Đức Chúa cứu khỏi ác nhân. Đây là kinh nguyện của vua thánh David. Thánh vịnh này cho chúng ta biết rằng là Chúa có xét lòng của chúng ta. Chúa biểu dương và biểu lộ tình thương diệu kỳ của Ngài đối với những ai trú ẩn dưới cánh tay của Ngài khỏi quân thù xông đánh. Mà quân thù ở đây chính là ma quỷ, thù địch của chúng ta, luôn hãm hại chúng ta tứ phía. Chúng như sư tử chỉ trực ăn tươi nuốt sống linh hồn của chúng ta. Chúng như những con mãnh thú rình rập chung quanh chúng ta. Chúng ta cùng với vua thánh David xin Chúa đứng dậy để nghênh chiến, để quật ngã bọn thù địch của chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy xin Tổng lãnh Thiên Thần Mikae đến để cứu giúp chúng ta, để nguyện xin Thiên Chúa chế trị nó, cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ đang rong ruổi khắp thế gian làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen. Chúa, xin nghe con giải bày lẽ phải. Lời con than vãn xin Ngài để ý. Xin lắng tai nghe tiếng con nguyện cầu, thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa. Con xin đường thanh nhan soi xét, vì mắt Ngài thấy rõ điều chính chừng. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa, cùng chẳng thấy điều gian. Con chẳng theo thói đời buông những lời sai trái, con tuân giữ mọi lời Chúa dạy, tránh xa đường lối kẻ bạo tàn. Dõi vết chân Ngài con không vấp ngã. Con kêu lên Ngài lạy Chúa, lạy Thiên Chúa vì Ngài đáp lời con.
xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa, xin cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù sống đánh. Xin giữ gìn con như thế con người dưới bóng Ngài, xin thương chở che. Cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoan bọn tư thù tứ phía bùa vây. Kẻ thù con lòng chai ra đá, mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời. Rầm rập tới kia chung đã bao quanh, mắt trừng trừng như muôn quần con xuống đất. Thân giống loài sư tử, trực nuốt sống ăn tươi. Hệt như con mãnh thú rình rập ở bụi bờ. Lạy Chúa, xin đứng dậy ra nghênh chiến quật ngã quân thù, vùng bao kiếm cứu mạng con cho khỏi ác nhân. Lạy Chúa, xin thẳng tay khai trừ bọn chúng khỏi thế giới loài người, khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian. Số phận chúng ở đời là như vậy, an phận Chúa đã dành, xin Ngài ban chúng luôn cho đầy bụng. Cả đàn con cũng được ăn thỏa thích, phần còn lại cho bầy cháu mai sau. Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài. Khi thức giấc đừng thỏa tình chiêm ngưỡng thánh nhàn. Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con, vinh danh Chúa Thánh Thần. Là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang tới, xin chúng tụng tôn vinh muôn đời.